The Dragon thông báo hoạt động solo năm 2023. Trưởng nhóm Big Bang cho biết đang thực hiện album và sẽ hoạt động mạnh trong năm 2023. Ngày 1 tháng 1, Naver đưa tin The Dragon thông báo về kế hoạch hoạt động trong năm mới. Trong video do công ty quản lý IG đăng tải, The Dragon nói, lâu lắm rồi tôi mới gặp mọi người như thế này. Một số bạn có thể tò mò về tình hình hiện tại của tôi và kế hoạch năm mới. Tôi đã không thể gặp gỡ người hâm mộ trên sân khấu trong năm qua. Mặc dù vậy, đó là một năm mà tôi có thể dành mỗi ngày để nghỉ ngơi và nạp năng lượng. The Dragon bày tỏ tiếc nuối khi trong năm 2022, ngoài MV Still Lifer ra mắt cùng Big Bang, anh không có hoạt động nào khác. Tôi muốn nhân cơ hội này để nói rằng tôi sẽ làm việc chăm chỉ trong năm tới. Tôi dự định gặp các bạn thông qua nhiều hình thức đa dạng. Tôi cũng đang chuẩn bị cho một album. Chúc các bạn may mắn và sức khỏe. Hãy cùng khởi động mạnh mẽ năm nay, rapper sinh năm 1988 chia sẻ. Thông qua trang cá nhân của The Dragon, nhiều fan bày tỏ tâm trạng háo hức, chờ đón sản phẩm mới. Chúc mừng năm mới. Chào mừng trở lại, tôi không thể đợi thêm nữa. Cảm ơn vì đã comeback là những bình luận từ người hâm mộ. Vào cuối tháng 12, truyền thông Hàn Quốc đưa tin The Dragon là thành viên Big Bang duy nhất thảo luận hợp đồng solo với IG. Còn lại, Tae Sang quyết định đổi công ty quản lý từ IG Entertainment sang The Black Label. Tae Sang không tái ký hợp đồng và sẽ tìm kiếm khởi đầu mới. Tae Sang vẫn là thành viên của Big Bang, chúng tôi sẽ ủng hộ sự khởi đầu và lựa chọn mới của Tae Sang cũng như sẵn sàng hợp tác với anh ấy bất cứ lúc nào. Một đại diện từ IG phát biểu, Big Bang ra mắt năm 2006 với đội hình 5 thành viên, gồm T.O.P, Tae Sang, The Dragon, Tae Sang và Seungri. Trong nhiều năm, Big Bang được công nhận là một trong những nhóm nhạc Hàn Quốc thành công nhất, có sức ảnh hưởng vang dội. T.O.P là thành viên đầu tiên nhập ngũ vào tháng 2 năm 2017. Sau đó, các thành viên còn lại lần lượt hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Năm 2017, T.O.P bị văn phòng công tố quận trung tâm Seoul truy tố vì sử dụng chất gây nghiện. Ngày 11 tháng 3 năm 2019, Seungri vướng bê bối và rời nhóm Big Bang, tuyên bố từ giã sự nghiệp giải trí. T.O.P chia tay công ty vào đầu năm 2022.